Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Battlefield Đông Em Đềm. Hôm nay mùa đông mình phải chơi mấy skin mùa đông nó mới chắc các bạn. Ta thường thì con này ăn bò đỏ nhưng mình thích ăn bò xanh. Chưa gì hết mà vô chat là thấy ghê quá à. Lẽ các bạn cài thế ư? Tông nghiệp tốt á. Gà gà. Nếu các bạn thắng đi mình đi này thì mình gà gà này. Cảm ơn các bạn đã cho mình gà gà. Bạn bà rồ không? Nghe tin các bạn nó gờ gờ nhưng mình phải ráng đánh các bạn nha. Ừ, cái thằng nhóc này, thằng nhóc follow này chào thế. Nó đậu xanh thiệt. Cay thì mát thiệt chứ các bạn ơi, nhưng mà không sao, mình sẽ vét hết, mình sẽ làm hết.
rồi mình sẽ ráng đánh bạn em. Thế người ta tuyên bố GG là mình phải ráng đánh. Xanh thiệt. Cái thế. Hey. An ally has been defeated. Để mình đánh lại các bạn hơi quan trọng đó. Sao mà nó biết đây hay ta? Your tower has been destroyed. Rally for a team fight on the tower. Death, you never see it come. Let go then. Guts come out. Giỡn, giỡn. Giỡn với Yuka ư? Yeah.
Thật không làm gì được sao mà. Sao tự nhiên chửi mình quánh pha đó. Nó hay vậy mà. Đánh ơi như là hát gì vậy? Em nó đánh hay. Đánh nó biết hướng di chuyển thôi. Về thủ đường mà. Này thì có người yêu.